cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 22. Kissinger nói tiếp về ba vấn đề lớn. Vấn đề viện trợ. Khi ký kết được một thỏa thuận về nguyên tắc, Tổng thống Nixon sẽ kiến nghị Quốc hội để thông qua một chương trình viện trợ kinh tế 5 năm cho các nước Đông Dương. Có thể đến 7 tỷ rưỡi đô, trong đó dành từ 2 đến 3 tỷ rưỡi cho Bắc Việt Nam. Vấn đề hoàn lại không thành vấn đề. Quá 2 phần 3 sẽ là biếu không, 1 phần 3 còn lại là cho vay rất dài hạn, lãi suất rất thấp, không kèm theo điều kiện nào. Về thời hạn rút quân, chúng tôi sẵn sàng ấn định một ngày để hoàn thành việc rút quân của chúng tôi và đồng minh trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký hiệp nghị. Về vấn đề chính trị ở miền Nam, Kissinger thừa nhận rằng đây là vấn đề mấu chốt đối với Việt Nam, rằng Việt Nam muốn đạt được mục tiêu chiến đấu của mình thông qua hành động của Mỹ. Ông nói rằng Việt Nam không thể đòi Mỹ vừa rút quân nhanh, vừa làm tất cả các vấn đề chính trị hộ. Rồi ông phân tích thêm, việc rút quân Hoa Kỳ sẽ có tác động chính trị trước khi việc rút quân hoàn thành. Nếu Hoa Kỳ chấp nhận điểm trung lập trong 5 điểm của bà Bình đã là có tác động chính trị quan trọng ở miền Nam Việt Nam rồi. Và nếu Hoa Kỳ công bố hạn chế viện trợ cho Sài Gòn hoặc đứng trung lập trong tuyển cử sắp tới, sẽ có tác động chính trị quan trọng ở Nam Việt Nam. Ông cũng nhắc lại, Hoa Kỳ không muốn có xáo động chính trị ở Sài Gòn, sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc mang lại một giải pháp. Nhưng sau khi Hoa Kỳ rút, Việt Nam hóa thành công, Hoa Kỳ không còn quyền lực để tác động vào chính trị ở Nam Việt Nam. Ông nhấn mạnh, trong giai đoạn lịch sử này, Hoa Kỳ không phải là mối đe dọa đối với nền độc lập của Việt Nam, mà còn có những nước khác gần hơn có thể là mối đe dọa đó. Trả lời ám chỉ của Lê Đức Thọ về việc đi Trung Quốc của ông, Kissinger nói, chúng tôi biết muốn giải quyết chiến tranh bằng thương lượng thì phải giải quyết ở Paris. Chúng tôi tôn trọng và khâm phục tinh thần độc lập mà các ngài luôn tỏ ra. Chúng tôi không muốn tìm một giải pháp ở nơi nào khác ngoài nơi đây. Cuối cùng, ông đề nghị hai bên thỏa thuận với nhau một tuyên bố về nguyên tắc, coi như một chỉ thị cho đàm phán ở Quebec để thảo luận thêm những chi tiết. Xuân Thủy lại bắt đầu ra một số câu hỏi về thời hạn rút quân 9 tháng, thời gian bắt đầu, việc để lại nhân viên kỹ thuật, về cách giải quyết vấn đề Đông Dương, về hội nghị quốc tế, vân vân. Xuân Thủy nhận xét rằng nếu không định ngày cụ thể cho việc rút quân thì cũng giống như người ta nói, ngày mai ăn cơm không mất tiền. Nhưng vấn đề tranh luận nhiều nhất là vấn đề chính quyền ở Sài Gòn. Xuân Thủy nói, nếu các ông cứ duy trì thiệu thì đó mới là mất danh dự của Mỹ, còn các ông thay thiệu thì được nhân dân miền Nam cũng như nhân dân Mỹ hoan nghênh. Và lại, chúng tôi không yêu cầu các ông tuyên bố công khai. Các ông làm thì cứ làm, chúng tôi không yêu cầu các ông công bố. Kissinger, như thế thì nó hiển nhiên quá. Xuân Thủy, làm sao mà hiển nhiên được, có ai biết đâu. Chỉ giữa các ông và chúng tôi biết thôi. Nếu không thì chứng tỏ các ông muốn giữ thiệu. Có hai vấn đề thời hạn rút quân và thay thế thiệu. Nếu không giải quyết được thì chúng ta có muốn đi nhanh nhưng cũng vẫn kéo dài. Lê Đức Thọ, vấn đề chính trị hôm nay coi như không thảo luận gì. Ông vẫn giữ quan điểm là chỉ giải quyết vấn đề quân sự thôi. Không có cuộc chiến tranh nào chỉ giải quyết vấn đề quân sự, không giải quyết vấn đề chính trị mà có thể kết thúc được. Trong thương lượng, các ông đi rất chậm. Kissinger, các ngài cứ theo chiến thuật
đưa ra đòi hỏi của mình rồi phê phán trả lời của chúng tôi như kiểm tra một thí sinh vào vấn đáp. Như thế thì không đi đến thỏa thuận được. Ông ta không đồng ý với Lê Đức Thọ nói rằng hôm nay không thảo luận vấn đề chính trị và nhấn mạnh lại điều mà Hoa Kỳ không làm được là thỏa thuận bí mật với ta thay thế người lãnh đạo một nước đang là đồng minh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ làm theo những tuyên bố mà ông Thọ đưa ra thì đã rất không có lợi cho Thiệu và một ứng cử viên khác hợp ý Việt Nam sẽ có thể trúng cử. Cuộc thảo luận trở nên căng thẳng. Lê Đức Thọ nói, không có người Việt Nam nào chiến đấu bao nhiêu năm nay mà lại không biết kết quả chính trị ở miền Nam Việt Nam như thế nào. Không thể nói một câu chung chung ra một tuyên bố trung lập mà đủ được. Kissinger cải chính ngay. Điều tôi muốn nói là ra một tuyên bố không cam kết chứ không phải một tuyên bố về nền trung lập. Bất cứ một chính phủ nào ở miền Nam cũng phải thi hành một chính sách ngoại giao trung lập. Chỉ có thể nhận một số lượng viện trợ quân sự nào đấy và một số điểm trong tuyên bố 7 điểm của bà Bình. Không liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự nước ngoài. Tác giả. Tuyên bố này là tuyên bố không cam kết đối với hai bên. Lê Đức Thọ. Nhưng có vấn đề mấu chốt không thỏa thuận được thì làm sao thành được cái khung? Cuộc họp kết thúc, Lê Đức Thọ nói rằng hai bên cần nghiên cứu ý kiến của nhau. Nếu các ông thấy cần gặp thì sẽ gặp. Kissinger nói, năm 1954, Dulles muốn có căn cứ quân sự. Bây giờ các ngài đang đàm phán với một chính quyền không quan tâm gì đến duy trì căn cứ quân sự ở Nam Việt Nam nữa. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam không còn là vấn đề mấu chốt nữa. Chúng tôi biết các ngài còn nghi kỵ nhiều, đó là thảm kịch. Hai bên hẹn gặp nhau lại một lần nữa. Xuân Thủy đòi Kissinger đến cuộc họp sau đưa ra nội dung cụ thể thiết thực. Kissinger nói, sẽ khó đả thông ông Nixon để tôi đi một chuyến nữa, nhưng hy vọng là sẽ thuyết phục được. Ông đề nghị ấn định phiên họp sau vào ngày 7 tháng 8, thứ Bảy. Xuân Thủy, để ông có thì giờ thuyết phục ông Nixon, chúng ta hẹn xa xa một chút. Thí dụ, vào hạ tuần tháng 8 năm 1971. Cuối cùng hai bên thỏa thuận sẽ gặp lại ngày 16 tháng 8. 8 điểm, khung mới, lập trường cũ. Mỹ tăng cường các hoạt động trên cả 3 chiến trường ở miền Bắc. Chúng tăng nhịp độ đánh phá. Trong tháng 7, đã có 17 lần ném bom vào các vùng đông dân ở khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Bình và cả một phần phía nam tỉnh Nghệ An. Máy bay B-52 cũng ném bom giải thảm nhiều lần bắc khu phi quân sự và cả ở Quảng Bình. Trong tháng 8, máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược Mỹ tiếp tục đánh phá nhiều lần khu vực Vĩnh Linh. Ngày 15 tháng 8, Mỹ lại oanh tạc Quảng Bình. Ở miền Nam, một mặt Mỹ ngụy giáo diết chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tháng 10. Mặt khác, đẩy mạnh chiến dịch Phượng Hoàng truy lùng giáo diết các cán bộ cơ sở của chính phủ cách mạng lâm thời, khủng bố nhân dân và đàn áp phe đối lập. Ở Lào, Mỹ dùng lực lượng đặc biệt của Vàng Pao cùng quân phái hữu và quân Thái tấn công lấn chiếm cánh đồng chum và tổ chức các cuộc hành quân nhằm chiếm lại cao nguyên Boloven. Ngày 9 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có quyền không thi hành đầy đủ Hiệp định Geneva về Lào. Ở Campuchia, Mỹ huy động hàng vạn quân ngụy Sài Gòn và quân của Lon Non mở các cuộc hành quân quy mô ở nhiều vùng thuộc phía đông và đông bắc Campuchia. Còn chính phủ cách mạng lâm thời chủ trương tiếp tục chống bình định ở miền Nam cũng như phối hợp với lực lượng giải phóng ở Campuchia, quân Pha Thét Lào và quân Việt Nam ở Lào phá tan các cuộc hành quân của địch. Tại các đô thị miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời chủ trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng, đòi lập một chính quyền ít phản động hơn, tạo điều kiện cho phong trào cách mạng miền Nam phát triển và tiến lên giành thắng lợi quyết định sau này. Lê Duẩn, Thư vào Nam, sách đã dẫn trang 266.
Trong hoàn cảnh đó, diễn ra một cuộc gặp lần này giữa Xuân Thủy và Kissinger. Lê Đức Thọ còn ở Hà Nội. Kissinger trao cho Võ Văn Sung một số tài liệu công khai về việc Mỹ sắp phóng tàu Apollo lên mặt trăng theo yêu cầu của ông Thọ lần trước, và nói: trong này không có 7 điểm, cũng không có 9 điểm. Xuân Thủy: nhưng cũng nói đi được bao nhiêu xa chứ? Mọi người cùng cười. Kissinger hỏi thăm sức khỏe của Lê Đức Thọ và xin lỗi đến chậm vì những lý do không tránh khỏi. Thật ra hôm ấy, ông ta gặp đại sứ Trung Quốc Hoàng Chấn quá lâu. Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1091. Xuân Thủy: dù có lên được mặt trăng, cũng có khi đi chậm. Tướng Walter không hiểu vô tình hay hữu ý, nói: chúng ta hẹn gặp nhau vào 11 giờ. Xuân Thủy nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 11 giờ 25 phút. Kissinger: bộ trưởng nói tôi đến chậm chứ gì. Người ta cũng có lúc nhanh lúc chậm. Xuân Thủy đáp: tôi sẵn sàng chờ, miễn là ngài thật sự muốn giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Kissinger: nhưng cũng không nên để xảy ra như vậy. Con đường lên mặt trăng còn ít trở ngại hơn con đường chúng ta đi. Tiếp đó, Kissinger chủ động đưa ra cái khung 8 điểm mà ông ta nói là một sự cố gắng để phối hợp 7 điểm của Mỹ và 9 điểm của Việt Nam, cho rằng đó có thể là cơ sở để đưa ra một tuyên bố về nguyên tắc. Ông ta đề nghị hai bên thỏa thuận về nguyên tắc rồi chuyển tuyên bố đó cho nhóm đàm phán chính thức của hai bên để thảo luận chi tiết. Kissinger đọc 8 điểm tóm tắt như sau. 1. Hoa Kỳ sẽ rút hết quân vào ngày 1 tháng 8 năm 1972 nếu hiệp định cuối cùng ký vào 1 tháng 11 năm 1971. 2. Việc thả các tù binh sẽ bắt đầu cùng ngày và kết thúc cùng ngày với việc rút quân Hoa Kỳ. 3. Tương lai chính trị của Nam Việt Nam do nhân dân Nam Việt Nam quyết định, không có sự can thiệp của nước ngoài. Hoa Kỳ tuyên bố không ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào và giữ hoàn toàn trung lập trong bầu cử sắp tới ở Nam Việt Nam. Sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử và mọi quá trình chính trị khác do nhân dân Nam Việt Nam tự đặt ra. Sẵn sàng quy định mối quan hệ về viện trợ quân sự và chính trị giữa Hoa Kỳ với bất cứ chính phủ nào tồn tại ở Nam Việt Nam, kể cả việc quy định những giới hạn về viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam coi như một phần của giới hạn chung về viện trợ quân sự của bên ngoài cho cả Bắc và Nam Việt Nam. Trong 3 điểm còn quy định Nam Việt Nam cùng các nước Đông Dương theo chính sách ngoại giao trung lập, vấn đề thống nhất Việt Nam. 4. Hai bên tôn trọng các hiệp định Geneva 1954 và năm 1962. 5. Vấn đề giữa các nước Đông Dương do các bên Đông Dương giải quyết. Trong đó, có nguyên tắc lực lượng vũ trang của nước nào đóng trong phạm vi biên giới của nước đó. 6. Ngừng bắn toàn Đông Dương. 7. Giám sát quốc tế về ngừng bắn, rút quân và thả tù binh. 8. Bảo đảm quốc tế. Ngoài ra, Kissinger còn được phép chuyển đến Bộ trưởng Xuân Thủy lời cam kết miệng của Tổng thống. Một tháng sau khi thỏa thuận về nguyên tắc, Tổng thống sẽ yêu cầu Quốc hội cho phép và cho tiền để thực hiện chương trình 5 năm viện trợ cho các nước Đông Dương, khoảng 7 tỷ rưỡi đô la, trong đó dưới 2 tỷ sẽ dành cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kissinger giải thích tính công bằng và hợp lý của 8 điểm và kêu gọi bỏ nghi kỵ trong quá khứ và không để trở thành tù nhân của lịch sử. Trước khi bình luận, Xuân Thủy phê phán Mỹ tăng cường chiến tranh, không giữ lời hứa của các cuộc gặp riêng và chạy vạy chỗ nọ chỗ kia. Kissinger thanh minh một lần nữa và nói rằng Hoa Kỳ muốn hòa bình, Hoa Kỳ nhận thức một cách rõ ràng là muốn lập lại hòa bình thì phải lập lại với Hà Nội. Rồi ông ta nói: chắc Bộ trưởng đã được chỉ thị là không để cho tôi thuyết phục Bộ trưởng, và tôi biết Bộ trưởng sẽ trả lời tôi rằng
Tất cả những việc xảy ra là do trách nhiệm phía chúng tôi. Thật là đáng tiếc. Cái bi kịch là nếu chiến tranh tiếp tục một năm nữa thì chúng ta quay lại tình hình đại khái như bây giờ. Chúng tôi không cản trở con đường tiến của các ngài. Rõ ràng tôi thấy Bộ trưởng chưa sẵn sàng làm công việc đó. Tạm nghỉ. Kissinger trao 8 điểm cho ta và cho Xuân Thủy xem bức ảnh chụp chung với Dương Văn Minh và Đại sứ Bân Cơ do Dương Văn Minh gửi tặng. Sau giờ nghỉ, Xuân Thủy nói Mỹ đã có một cố gắng vì đã đề ra ngày cụ thể cho việc rút quân. Tuy so với ngày cụ thể của Việt Nam đòi rút hết quân trong năm 71 thì còn cách xa nhiều. Nhưng chủ yếu, Bộ trưởng nói về vấn đề thay thiệu ở miền Nam. Sự có mặt của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam đã gây ra nhiều xáo trộn chính trị. Biểu hiện cụ thể đó là sự thành lập và tồn tại chính quyền Thiệu. Thiệu đã tuyên bố 4-0, không liên hiệp, không trung lập, không công nhận mặt trận, không nhượng đất, chú thích của tác giả. Và từ trước tới nay thi hành chính sách của Hoa Kỳ. Chúng ta thương lượng ở đây không thể thương lượng về một giả thuyết, một dự đoán trừu tượng, một tác động tâm lý mà phải giải quyết vấn đề thực chất. Nếu chính phủ Hoa Kỳ tìm mọi cách để giữ Thiệu thì chắc chắn không giải quyết được vấn đề. Kissinger trả lời rằng việc ta đòi hỏi rút hết vào 31 tháng 12 năm 1971 là không thể được và sẽ gây ra sự đảo lộn hoàn toàn ở Sài Gòn. Nhưng ông ta nghĩ rằng nếu giải quyết được các điểm khác thì Hoa Kỳ có thể điều chỉnh chút ít về cái ngày đó để đáp lại thiện chí của Việt Nam về các vấn đề khác. Còn vấn đề chính quyền ở Sài Gòn, điều mà các ngài muốn, ông nói, là chúng tôi tạo ra một tình thế để chính quyền Sài Gòn phải sụp đổ ngay một cách chắc chắn. Chúng tôi muốn tạo ra một tình hình làm cho việc thay thế chính quyền Sài Gòn có thể xảy ra, chứ Hoa Kỳ không đảm bảo thực chất việc đó. Quân Hoa Kỳ có thể thêm 5-6 tháng nữa nhưng luôn luôn giảm bớt thì càng không thể thay đổi được tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam. Dừng một lúc, quay lại phía Walter, Kissinger nói. Tướng Walter muốn nói các ngài muốn ăn tráng miệng trước khi ăn súp. Xuân Thủy, ông cố vấn đã đi Trung Quốc. Ông biết, ở đấy người ta ăn tráng miệng nửa chừng bữa cơm rồi lại tiếp tục ăn mặn. Mọi người cùng cười. Kissinger lại mời Xuân Thủy. Tháng 11, sang Mỹ dự việc phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng. Xuân Thủy lại tiếp tục nêu ra những mâu thuẫn của Kissinger trong 8 điểm. Thì ông ta nói, tôi cứ tưởng nói lên mặt trăng thì bộ trưởng ký ngay 8 điểm của tôi. Xuân Thủy, tôi muốn nói chuyện quả đất, chứ chưa muốn nói chuyện mặt trăng. Kissinger đề nghị chia ra hai giai đoạn, ký thỏa thuận về nguyên tắc càng sớm càng tốt, vì 8 điểm này chưa phải là hiệp định cuối cùng, còn hiệp định cuối cùng thì ký trước ngày 1 tháng 11 năm 1971. Ông nói rằng nếu từ nay đến bầu cử mà không xảy ra điều gì thì chắc chắn chính phủ hiện nay ở Sài Gòn sẽ thắng cử. Nếu ta thỏa thuận về nguyên tắc thì có khả năng tướng Dương Văn Minh thắng cử. Xuân Thủy, trong điều kiện Thiệu có gần 1 triệu quân, có bộ máy cảnh sát lớn, có gần 20 vạn quân Mỹ yểm trợ và giúp Thiệu, tòa đại sứ Mỹ chỉ đạo cả về quân sự và chính trị, có các đội bình định, mạng lưới CIA, mà các ông nói không có cách nào để ảnh hưởng, ngoài lời tuyên bố giữ thái độ trung lập. Những điều ông nói đối với những người hiểu biết, không ai tin được. Việc Hoa Kỳ đứng trung lập thật ra là ủng hộ Thiệu. Xuân Thủy đề nghị một cuộc họp khác vào 13 tháng 9 năm 1971, ngày 20 tháng 8 và sau đó là 23 tháng 8, Nguyễn Cao Kỳ rồi Dương Văn Minh lần lượt rút khỏi cuộc chạy đua tranh cử với Nguyễn Văn Thiệu. Việc bầu cử ở Sài Gòn trở thành một trò hề, độc diễn. Phong trào chống bầu cử gian lận ở các đô thị miền Nam lại càng phát triển thêm.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.